Xin chào các bạn mình là Speed đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương 182 của bộ truyện Xuyên không liền thành thân vương siêu cấp. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều giờ thì vào chuyện luôn nào. Chuyển cảnh đến bên trong thân vương cung, tiêu con cá cùng tiêu thiên từ bên ngoài vừa mới đi chơi trở về. Chợt phát hiện truyền tin ngọc trên bàn đang hiện lên ánh sáng nhạt. Cha cha, truyền tin ngọc của cha thật giống như là đang có tin tức gì rồi kìa. Hở, tiêu thiên nghi hoặc xoay đầu lại đem truyền tin ngọc cầm trong tay vừa nhìn sắc mặt vừa trở nên kịch biến đôi tay run rẩy không ngừng, bên trong nội dung viết rằng Tiêu Thiên đại nhân, chú thanh viêm chư số 998 của ngài đã bị một tên trộm bắt mất con mẹ nó rồi, để cho anh ta biểu cảm có chút kinh hãi. Suy đổi đạo đức, xã hội này chuẩn bị tiêu vong con mẹ nó rồi, trên đời này còn có vương pháp sao? Thánh ma vực này còn nói pháp luật sao? ba ngày ban mặt trời nắng chói trang vậy mà lại có thể ngang nhiên trộm heo lão tử của ta thế ư? Tiêu Thiên ta ai mà không biết đến là một người chuyên làm thiện tích đức, tấm lòng bao dung rộng lượng, đối đãi với người khác đều hết sức thật thà niềm nỡ chuyên nói điều hay lẽ phải chưa bao giờ sống hồ thẹn với lương tâm của bản thân mình cùng với mỗi người ở đây quan hệ đều là tận lực làm những điều tốt nhất cũng không đắc tội với ai cả làm sao còn có người có lòng dạ độc ác như vậy hạ thủ trộm heo của mình cái đối phương trộm không phải chỉ là một chú heo mà còn trộm đi cả lương tâm sự nhân nhượng của mình tự thì thầm trong tâm được một lúc bất ngờ lúc này anh ta cất tiếng nói trung dương minh long khâu đạo hai người các ngươi cùng đi với ta một chuyến những người khác ở lại đây không được làm gì lỗ mãng tiêu thiên nói đến đây ánh mắt là trở nên ngưng trọng nhìn đến Long Khâu Bạch Thanh. Vì thực lực ngươi rất mạnh nên hãy tọa chấn ở nơi này nhé. Ngươi phải biết ngân khố hôm nay của Đại Viêm Hoàng Triều cùng Nguyên Thủy Ma Quốc đều được đặt tại đây. Gần đây mây gió biến ảo khôn lường, chỉ sợ lại có người đang nhắm vào ta nữa rồi. Nếu như đối phương là mượn sự tình trộm heo để tính kế điệu hổ ly sơn thì thật phiền toái. Nếu chuyện này được làm tốt, ta sẽ giảm cho ngươi món nợ 11.999 linh thạch kia. Nghe đến đây Long Khâu Bạch Thanh đứng thẳng người, hướng phía Tiêu Thiên gật đầu, ta sẽ bảo vệ thật kỹ nơi này xin người cứ yên tâm mà đi xử lý công việc đi tiêu thiên gật đầu một cái sau đó nắm lấy trung dương minh cùng long khâu đạo lăng không lao đi liền hướng đến thanh viêm sơn phương hướng mà vọt tới không chỉ như thế thời điểm khi tiêu thiên bắn tung tóe lên trời cũng là bắt đầu xuất hiện những âm thanh ầm ầm vang vọng không trung trong nháy mắt đó tiêu thiên lúc này đầu óc như là bom nổ một dạng không thể nào suy nghĩ thêm chuyện gì ngoài chú thanh viêm chư số 998 kia anh ta bây giờ cũng là mở ra thuận phong nhỉ của mình giọng nói của toàn bộ thánh ma vực mấy trăm tỷ sinh linh tiếng tim đập dồn dập âm thanh huyết dịch lưu động, tiếng hít thở. Toàn bộ tất cả âm thanh nơi này đều được rót vào tai Tiêu Thiên nhà ta, âm thanh của gió, của lá cây vang xào xạc, của dòng nước cùng sương cốc đang u u vọng về, cũng là mãnh liệt đánh thẳng vào tai Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhếch mép một cái, với đầu qua lại, tập trung lực chú ý tìm kiếm tiếng la thất thanh của chú Thanh Viêm trừ. Con mẹ nó sao mà ồn ào quá vậy hả? Cái lề gì thốn là bọn huyết văn tộc ư? Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Thiên đã phát hiện ra kẻ cầm đầu, vội vàng đem cảm quan cho tắt đi ngay lập tức đã xác định được phương hướng, sau đó tiếp theo liền dễ xử lý rồi. Ê hê chuyển cảnh đến bên chiến trác, lúc này hắn ta đang đứng tại phía dưới rừng cất tiếng nói: "Xem ra cái con mụ điên của thánh ma tộc này, đối với những chuyện bên kia của chiến trận thật sự vẫn chưa hiểu rõ lắm nhỉ. Bên dưới mặt đất là đã rời rạc có chút nám đen, cộng thêm băng xương vừa mới này đã hòa tan sau đó, hiện tại có vẻ nơi này đã trở nên lầy lội không chịu nổi. Thời điểm lúc bọn hắn chạy trốn, là đã lựa chọn một cái chiến thuật ngay qua đã 10 phần kinh điển, 36 kế tẩu vi thượng sách." chiến hạm của bọn hắn lúc này bên trên là đã khởi động một trận pháp mê hoặc lòng người nó là mô phỏng ra hai chiếc chiến hạm ảo ảnh bay đi thật nhanh mà mắt thường nhìn vào sẽ thấy rõ mồm một nhưng trên thực tế bản thể của chiến hạm chính là lợi dụng trận pháp ẩn náu giữa không trung không chút di chuyển thời điểm chiến trác bên này trầm ngâm thì chiến chi trí đã đi tới thưa phó thống lĩnh trận bàn đã được bố trí xong rồi ạ à. ok con dê nếu như thế thì cứ để cho chúng ta ẩn núp thêm một thời gian chờ thời cơ đi chiến trác vừa nói dứt câu bên cạnh chiến chi chí hơi chút gật đầu sau đó thành thành thật thật khởi động hạch tâm trận bàn trong tay những tiếng ong ong vang lên kèm theo rung động âm thanh nổi lên khiến chiến hạm đang sừng sững to lớn ở trong rừng được trận bàn bố trí dẫn động thiên địa linh khí hỗ trợ trong nháy mắt đã hóa thành bình chứng nhưng vô hình không gian hiện ra vặn vẹo dao động bọn hắn ở khu vực này cũng là lập tức trở nên vô hình mà bị che giấu đi chiến trác lúc này sắc mặt âm u cất tiếng nói tiếp sau khi tiến hành xem xét một chút dựa vào những dư âm của cuộc chiến vừa mới này cùng hai cái nữ đế kia ta vẫn chưa thể hiểu nổi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì từ tình huống vừa mới này giao thủ xem qua quả thật là có cái gì đó không đúng ở đây thì phải cái ả điên gia hỏa của thánh ma tộc lúc này sở hữu đế hoàng uy áp so với cái thánh ma đại đế kia còn vượt hơn một hai cấp độ hơn nữa thánh ma liệt diễm của con mụ điên đó cùng với thánh ma liệt diễm của thánh ma đại đế quả thật có chút khác nhau thánh ma liệt diễm của thánh ma đại đế chỉ làm tiêu hao linh khí của chúng ta suy yếu thể lực của chúng ta một cách thần tốc trước mắt có thể nói là khắc chế cứng nhưng mà nói đến đây chiến trác vội cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sức lực của chính mình đã bị áp chế hoàn toàn rồi. Khắc chế và áp chế, nó được hiểu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nghe thế chiến chi chí vừa gật đầu, trên mặt càng là để lộ ra một vẻ mừng rỡ. Không chỉ như thế, chúng ta còn phát hiện ra nhân tộc chính thống đế hoàng huyết mạch nữa. Nếu mà xem xét dư âm linh khí từ chiến trường thì kết quả chắc chắn là đã đúng rồi. Phó thông lĩnh, lần này công lao thế nào, ta cũng là không dám tưởng tượng đến nữa rồi. Nói đến đây, chiến chi chí cũng không nhịn được mà vui vẻ một cách lạ thường. Chiến trác cũng là sờ cái đầu chọc đi đến bên cạnh một cái hố trên mặt đất, chỉ là cái ả nữ đế này. Cũng quá là mạnh con mẹ nó rồi, trên chiến hạm chúng ta mọi người còn đang trong trạng thái chữa thương, tung tích long hoàng nữ đế còn chưa tìm ra được. Kết quả ngược lại đã xuất hiện hai nữ đế khiến ta cảm thấy có chút kinh ngạc đó nhỉ, chỉ là đáng tiếc hao tổn mấy tộc nhân. Bên cạnh chiến chi trí nhìn đến phó thống lĩnh của mình, sau đó chỉ đến bên trong cái hố đang tản ra mùi hương thịt nướng của chú thanh viêm chư số 998 mà cất tiếng nói. Phó thống lĩnh không cần phải quá bi thương, mọi người sẽ nhớ kỹ sự hy sinh của bọn họ mà, hôm nay vừa mới trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ta xem cái con heo nướng này còn rất thơm, chi bằng mọi người cùng nhau ăn uống sảng khoái, sau khi tinh thần đã ổn định lại rồi hãy nói tiếp được không? Chiến Trác nghe thế cũng là đưa mắt nhìn thẳng vào chiếc hố chứa chú thanh viêm chư số 998 kia, có lẽ thời điểm vừa mới chém giết, chú heo này đã bị liệt diễm thiêu cháy nướng thành một bộ dạng ngon nghẻ thế này rồi, mùi thơm thịt nướng say mê lòng người lan tràn ra, để cho Chiến Trác cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực, ngươi nói không sai, chúng ta cần sảng khoái nhưng không quên cẩn thận ăn một bữa. Vừa nói xong, chiến trác chính là tự tay đem chú thanh viêm chư nướng kia mà lấy ra, mang theo một loại đặc biệt thoang thoảng mùi thịt nướng. Trong nháy mắt là tất cả mọi người của huyết văn tộc đã súng lại, đặc biệt là thời điểm khi chiến trác tự tay đem một loại hương liệu đặc chế dắt lên chú thanh viêm chư kia. Quả thực là hương thơm lại trở nên bùng nổ như một dạng núi lửa, đáng sợ mùi thịt nướng rông bão, trong nháy mắt là đã tràn ngập khắp trận pháp che giấu kia. Chỉ riêng dựa vào khứu giác thôi đã có thể cảm nhận được chú thanh viêm chư này là một loại mỹ vị nhân gian, một hàng cực phẩm trong cực phẩm nguyên liệu. Ngoài ra vàng óng sốt giòn, kèm theo đó là những tiếng răng rắc nhẹ nhẹ từ lớp da giòn kia, những dòng mỡ vàng óng chảy xuống, để cho những tia nước bọt từ bên trong miệng bọn chúng bắn ra, tuyệt không thể tả. Ngay thời điểm khi chiến trác chuẩn bị tuyên bố khai tiệc, mọi người chuẩn bị động thủ thì lại nhìn thấy chiến chi chí vội vội vàng vàng chạy tới. Chiến chi chí ngưng mắt nhìn trước mặt trên trận bàn, linh khí ngưng tụ mà thành hình ảnh, phó thống lĩnh. Kết quả thật hết sức kinh người, vậy ra cái thánh ma tộc nữ đế kia đối với chiến lực của chúng ta có thể dự đoán việc áp chế lực là hơn 5 phần. Còn việc khắc chế cường độ thì gấp 3 con số đó, bên trên chiến trường chúng ta chỉ toàn gặp những tên thánh ma tộc phổ thông, chỉ có thể khắc chế được khoảng một nửa sức mạnh của chúng ta mà thôi, còn thánh ma đại đế cũng bất quá có thể khắc chế gấp đôi con số đó, không chỉ như thế. Nói đến đây, chiến chi trí vội vàng chỉ đến trận pháp lưu chuyển phía dưới, mô phỏng một cái hình ảnh, còn thêm cái nữ đế nhân tộc đế hoàng huyết mạch kia nữa, cô ta còn có thể bắp thêm sức mạnh cho thánh ma tộc nữ đế giúp ả điên đó tăng thêm gấp đôi sức mạnh hơn nữa phó thống lĩnh ngươi biết thời điểm các nàng hợp kích với nhau năng lượng tạo ra giữa hai nữ đế là bao nhiêu không nói tới đây chiến chi trí là không nhịn được nuốt nước miếng một cái chiến trác chân mày run lên trong tâm đột nhiên cảm giác được có chút không ổn bao nhiêu cơ chiến chi trí giọng điệu đều là hơi hơi đang phát run là hai trăm từ trước đến nay chúng ta chỉ biết năng lượng hợp kích cực hạn chẳng qua chỉ là 93% mà thôi, năng lượng của hai ả nữ đế đó không chỉ hoàn toàn dung hợp với nhau. Hơn nữa còn có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng cường sức mạnh một cách cho má con mẹ nó luôn. Đáng sợ nhất sẽ là nếu mà đem thêm số liệu năng lượng của Long Hoàng Nữ Đế thêm vào thì con số này sẽ biến thành 300% nếu mà để cho ba nàng cùng đi tới chiến trường. Thì phải nói là chúng ta chỉ có thể nằm chờ các nàng cho ra đi với con cu lạnh toát con mẹ nó rồi. Nghe tới đây, chiến trác cái chán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Cái lề gì thốn? Ngươi là đang nói cái thứ cho má gì thế hả? Một ả điên đó ta đã là không thể chống cự lại được rồi giờ lại thêm ba ả à điên mà sức mạnh còn nhân ba lên nữa thì chết con mẹ ta luôn rồi con mẹ nó trời ơi ok video hôm nay đến đây là kết thúc nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo youtube còn thông báo cho các bạn nữa bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn